Trời ơi cái gì? Hồi giấc sáng giờ này sao hai mày nằm ở đây tỉnh queo vậy trời, nó cố đậu tỉnh gì trời, uống nước chứ gì đâu. Trời, uống nước đưa điện thoại vô. Thì giờ lại trời, bữa nay không có kẹo gì chơi sao nó đang uống nước sáng cho bự kỳ. Hồi giấc sáng không cho ăn sáng uống nước hay gì? Bữa nay mày hay tin gì chưa? Tin gì? Tao mới lợi nhà chú hai một cái sạc. Bữa nay có đồ chơi ổng nữa nè. Bữa nay chơi ổng luôn, chơi già đó nữa sẽ. Bữa nay không phải chơi mà mình nên ổng đâu. Chơi luôn cái thằng Camagen mập địch thiệt. Camagen à? Ừ, Camagen mập địch thiệt. Camagen. Ừ, bữa nay mình hốt nó. Hốt hai anh em luôn. Chơi không? Vụ gì? Hai ngảnh đi đâu mất tiêu hết trơn, không có nhà. Chắc ông hậu đi rước con ổng hay gì đó. Còn thằng mập thì nó chạy xe, nãy tôi thấy chạy dưới thác chạy đâu rồi đó. Bây giờ là đắng hốt anh chồn của anh xanh mặt đi. Chậm đồ ra gì? Gì ông cố nậu chậm đồ trời. Gì vậy? Chậm đồ gì? Ông trời. Ông có gà mà đi chậm gà chậm đồ. Hay nghe đó, vui rồi đó. Sao đi sao? Ăn luôn hay gì? Cái gì? Ăn luôn hay gì? Ăn luôn mới cho thôi. Ẩu rồi đó, ẩu rồi đó, chung gà ẩu rồi đó. Dạ đó mày ăn. Ăn chất gì chào đợp giống quá. Thì ăn liền chịu gử. Không phải chịu gử đâu. Gà đó không có con nào chịu gử chứ. Yeah. Ừ, con hàng năm đi lên không đó. Xanh mặt lắm, ăn con gà chắc cả tháng lương đó không nậu. Còn nghĩ cách thôi, mình lót coi bây giờ mình chơi sao nè. Bây giờ vậy đi, mình lù mình ẩm đi luôn. Ẩm con gà đi luôn hả? Ừ. Ẩm gà chấm xịn xịn đúng không? Ừ. Ẩm con gà nào mà vip trong bậy ẩm luôn. Đúng rồi. Giấu luôn. Giấu luôn. Bây giờ ý kiến xịn sao nè? Thì anh em sao tôi vậy à? Mày sao vậy không? À tôi thụ già đó lâu lắm rồi. Xe có thụ già lắm nè. Thụ già đó bị già dịch tới chơi hoài. Dạ. Đúng rồi. Thì bây giờ gì nè? Mình đi lợi nhà ổng đi. Bây giờ mình lấy con gà của ổng đem đi giấu cho anh về anh xanh mặt chơi. Ừ. Được không? Cái đó mình khỏi mất công, lỡ mày con gà của anh mà ăn thịt ngay chân con gà mà cả chục triệu một cái tao lại người ta luôn. Thì sao đâu, thằng ba cũng chịu. Thì đó, thì bây giờ là mấy nay mình đi đánh. Ok không? Đi rồi. Có anh đánh không gì cho đâu. Không có, tao mới chạy lừa đánh đây nè, một cái sạc đây nè. Thì đó ổng đang ngồi ở đó ông cục rồi mụn nội cũng thấy luôn. Dở gì? Thì bây giờ là mấy anh em sẽ lỡ đẳng nha cả nhà. Thì bây giờ là mình sẽ lỡ đẳng, mình coi ảnh có về kịp từ kịp thợ, mình sẽ tranh thủ mình sẽ đặt cam trước để em thôi làm về giữa chừng một cái em hốt cái tàn canh chiếu lạnh nữa cả nhà. Dạ mà ở nhà mình đón xem cái màn cho mấy em nha mấy anh chị. À, chúc nhà mình một ngày mới vui vẻ nha, chàng này năng lượng nha, tại bây giờ cũng hay mưa quá, nói chung mà đi đâu nhớ đem áo mưa và giữ gìn sức khỏe nha cả nhà mình ơi. Thì sẽ đi vô trọng lắm hốt dạ mới được. Xe thái. Tao né vô mà được, để cái xe hậu hốt à. Dạ. Hello cả nhà nha. Thì hiện tại là bây giờ là mấy em đã tới nhà ổng rồi nha cả nhà. Mình phải tranh thủ đánh nhanh cú gọi nha cả nhà mình ơi. Thì em sẽ đặt cao ở trên tốt mỹ trên lớp nhà cho cả nhà. Em leo lên nãy giờ muốn le lử đó. Thì giờ em với mình xây ở đây em thấy có mình con chiến cơ hơi bự nha cả nhà. Bữa nay mình tranh thủ mình mời em chiến cơ này mới được. Thì thôi giờ là bạn cho thế nào thì mời cả nhà đón theo dõi nha, để coi phản ứng của chú hai với bạn cameraman sao nhá nhà mình ơi. Let's go. Đó là em được xây vô để ông về giữa chừng một cái tao với mày không biết đường mà đỡ vô mới xây.
Con thấy ai lâu nay bắt gà mày? Mở đi luôn thuốc vậy, có thấy ai đâu? Mở ra đây đi, chị chạy qua chợ một xíu, chạy dẫn luôn. Coi vòng vòng coi có bay ra không? Bay đâu? Cảm này tính chơi em nữa cả nhà. Để bữa nay cho tới công chuyện bữa nay. Gà chạy ra chợ vậy mất tiêu gà. Chị chợ. Quấn ngại bắt mặt thằng nào chợ biết đi quy. Lên đây nó lộn thầm nên nó lạnh thiệt chứ. Mắt ông mắt hết mắt có con một. Để đâu? Để đây nè. Trời ơi, tao muốn ngại mặt đi quy, trời nào quy chậm đâu không đi quy. Trời ơi, cái này phải ngủ giữ 24/24 rồi. Chứ đừng có đi mất công đi hồi mất tiêu gà chứ nữa. Rồi rồi có đi vòng vòng đây không đâu ra. Sắp sâu về đi tắm gà vậy? Tắm nào tắm đó đó. Mắt sâu mà mắt con nè. Ừ ha, sao kỳ quý ăn chậm gì nó ăn chậm gì con chạy mất thì mất hết mất con rồi chứ. Ông bay ông nậu ơi. Này mày chui vô mày tung vô còn được cái gì gà. Cái gì? Cái này điện báo công an đi. Cái gì? Tao chích cam mới được con đen. Báo công an không nậu. Báo công an nữa rồi. Bắt con gà lớn lao đâu mà báo công an. Báo công an chứ để lộng hành quá trời lộng hành ban ngày cũng mất gà nữa. Trời ơi hết. Hay cam nữa không? Thấy ừ, cái chăm nó hư rồi đâu xài được. Cái chăm nó hư rồi đâu xài được. Vậy? Mày mày. Còn tao báo công an mới được. Thôi đừng. Tao còn một cái cam này nữa nè. Còn cái cái. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Chắc không? 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 Ôi phan đừng cái cam đâu nào đi mới được. Cái cam nó chưa không có điện đâu đừng hả cái cam. Cam sao? Cam con gà mụ con ăn gì đi kiếm chị chưa? Con gà không kiếm cái gì không con gì. Thôi chà chà đừng có kiếm con gà chà đừng có đi đừng có chút xíu rồi. Ừ buồn lắm.
bao mà ăn chi lu bu nậu ơi. Tao biết nhà gà bụng ba đó. Con gà nó bằng bụng tay tôi với nhiều. Gà gà nó của ai? Bụng tay là mày ta. Đâu? Bụng tay đâu nhiều. Không, gà cho bá bụng tay gì trời. Gà ở đây nghĩ sao gà bụng tay mới gà con hả? Ủa nghe nè, khoan hả điện, đừng có điện của má, trời, bắt đông lu lu. Vậy trời, thôi đợi. Đừng có điện, mày trong kia mày đừng có điện của má, mà điện hoài trời. Mày nó ham báo công an lắm rồi. Mày mày bên hả, chậm cái gì mà không cho điện. Cậu có ý là nó có con gà khoan, cứ từ từ mình kiếm thằng kia tôi chỉ coi chứ chưa cho điện mày đi. Nó đi đâu rồi sao? Ê, công an vô lu lu lắm nghe trời. Điện con xã vô cho ăn kết đi rồi. Đừng có điện mặt. Đưa tay coi cam là ông chắc ăn sáng gạo để đây không mà mắt chứ để đâu có chừng nó đi đâu vòng vòng bây giờ vòng bỏ mẹ luôn đi kỹ chờ phải đi vòng vòng đi ra là thấy con này rồi chuẩn bị kiếm tiền thôi hai mày xử lý gì vậy cái gì hai mày xử lý gì vậy đâu có ý là đủ xe đi kiếm con gà kiếm gà gà sao mày có thấy gà đâu mà mày làm cái gì mà mày bị điện cái gì mà mày điện đừng điện tôi ăn có gì đâu mày chưa có cam đâu mà tao chết cái cam nó hư rồi lấy gì mà chết được để mấy tôi đi kiếm cho đây nè cái gì mày coi cái gì mày điện công an hay mày có cái gì đưa cam cho công an tao coi đi nè hai mày làm gì mày với mày rồi mày sao mày rồi mày làm gì luôn các mày thấy hai mày ông gà đi đâu tức tay á đây nè thấy gà cái gà nó cắn hồn ảo đó ông nội có cắn gà ông cát nè cái gì bình thường trọng cho báo là không mà vẫn chơi để cái đó mà đặt cái cam cái kia đặt thêm cái cam bên kia ba mấy cái kìa vẫn chơi giờ sự việc nó vậy cái này tao cũng đâu muốn đâu vẫn chơi ê lại không vui vui vẫn chơi trả gãi cho người ta chút một hồi hộp với em không ngờ là cái camera đây cái nhà hư cầm mới chát luôn cầm để đặt cái bên ta luôn nãy mày kia tao chỉ vô cháy tôi thấy nổi với không đâu tôi muốn cái biết rồi giờ em giỡn nha cái nhà tại bị xui quá ảnh gắn cam luôn rồi nên em chết cha tao thấy giỡn trong sàn con cái cái gì trong sàn con cái nữa hai chi vậy hai ba cái cam quê quê trò trời trò bốc hoang trò trò rồi bốc hoang mậu không sao tôi chờ là chụm cam nhà này cũng có cam nữa nè tôi đâu muốn được thấy đâu thấy à mày sao mày mà đậu chúng ai chứ nó đó thôi giờ lỡ rồi con gà ta đâu con gà đâu rồi em mớp ngoài kia rồi nào ngoài trước đó ở ngoài chậm xíu mà mắc thiệt là mày tới số luôn rồi đi ngoài coi có mắc thiệt cái trời mày lá chả cái gì đâu trời mày vô tắm nó mang gà luôn vậy tụi lao ổng rồi đó ông nậu ơi đem đi đá luôn đem đá đem lao nè tắm gà nè tắm gà nè chó hang nè đợi đợi trời cái trời con gà ông nó hủy hết chút xíu lấy tắm gà la bằng đó rồi chuyên gia trời ở đâu bữa nay chơi cái trăm mình bất ngờ ra ghê yeah, con gà đầu cái cánh luôn thôi bà cái cánh cố nậu ơi thì ngủ không lỗi rồi vô nghệ đó ngãi cố nậu thì chơi vậy đó chơi bị lỗ chân chơi gắn cam đó ai biết gắn cam ai biết mình lỗ vậy bộ đây ta khai cái gì hên nãy ngày đi đâu nè không thấy này vừa đúng lúc nó đứng ngoài nó canh đường hai tao vô hai tao chạch trước tao canh đâu hậu nó có dài không đó thầy ở nhà buồn không biết làm gì hết trơn thấy nha bữa nay màn trôn bất thành là cái nhà bữa nay bị thua kèo rồi cái nhà thua rồi nay thua kèo rồi cái gà trong đây gà ở đâu sao không đem vô ngày trước trời lát tao đem vô xảy rồi lên đây coi tem bậy chặn mình lên đây coi mình đem đi giống giống ngoài trời mới đặt cam đặt cái cam ta ai biết trong ngoài kia tao thấy chạy vô tao đâu dưới kia ông mày lấy tấm thiết à bị lép à ở ngoài kia lấy tấm thiết gì sao thấy được rồi là trời mấy cái mặt trơn là cái dàn lượt yếu thôi cái nhà thôi em dừng clip đây nha nhà bữa nay cho anh bánh bất thành rồi cả nhà tại nhà quá trời rồi cam em mua đi bữa hổm giờ em tưởng cái cam này nó bị hư rồi ở đâu có điện đâu xài được đâu bữa nay anh cho anh gắn cái cam thiệt nên là bị thấy gõ quá gõ rồi không có đường cãi cả nhà rồi báo công an nữa nắm tình hình trước cái què chứ lúc ở ngoài đường tao đi vô tao sợ anh vô tao bò đi tấm thiết nè cái nhà thấy không tao lên tao đã có tao canh cửa ở ngoài tao vậy tao chụp vô liền đó mà còn bị sót thêm cái cam đó nữa thôi nha
Các nhà xin dừng clip đây nha. Cảm ơn các nhà đã dành thời gian cho Héo Gieo nha các nhà. Và đừng quên bấm vào chuông khi video mới, các nhà mình sẽ nhận được thông báo nha. Chào các nhà ơi. Sủi kèo.